Đó, bây giờ là trời giấc sáng để bắt quay cho cả nhà coi giấc sáng với giấc tối nó khác nhau gì ha. Giấc sáng sớm ở San Antonio. Bữa nay trời cũng có đẹp lắm đâu. Hồi trước bác có đi Las Vegas á, lần đầu tiên á. Đi Las Vegas nó giống như thiên đường vậy đó. Hồi ban đêm mình đến nó, trời ơi nó đẹp, đèn đẹp thì phải nói luôn á. Xong rồi bắt vô sòng bài ngủ đêm sáng dậy đứng trên dòm xuống giống như kiểu này nè. Trời ơi nhìn nó điêu tàn, thất vọng thì thôi luôn. Giống như người phụ nữ mà trang điểm lộng lẫy lên hả? Mình vẫn đi chơi một đêm ngủ với mình đêm sáng lại nhìn lại cái hết trang điểm nhìn lại cái cũng té xỉu. Bắt xuống đây bắt quay cho cả nhà coi ha. Cảnh ban đêm và ban ngày ha, coi với cả nhà coi thấy khác nhau gì ha. Cảnh là tối bác đứng đây bác quay nè, nhổ quay lại y chang này luôn nè. Thế cả nhà coi nó khác nhau cái gì. Cái nào cũng có cái đẹp riêng của nó, những giờ vắng nào thấy nó thơ mộng hơn. Thấy không, nó vắng đó. Giờ này người ta còn ngủ. Nếu mà người nào đi về là trời đã dọn khách sạn đi về. Còn mới nào ở lại giờ ta đang ngủ. Bác chỉ quay cho cái nhà coi cái ban ngày ban đêm thế nào vậy thôi ha. Đi cái đường này là cái đường hồi tối đi là y chang luôn á. Giờ lên đây xong rồi mình lấy xe mình đi ra cái thành Alamo á, cái thành xưa Mỹ đánh Mỹ ở đây nè. Mình ra mình lấy cái xe mình đi qua bên đó. Mình coi cái thành đó sao. Đánh cũng đánh 1836 thì phải. Đây là cái lớp bì cái chỗ mà lúc mình mướn á, mình vô đây mướn đây nè. Quán có cà phê Starbucks. Dạ, đây là cái thùng Rocky. Mình muốn bỏ vô bỏ thôi à. Rồi trả chìa khóa lại đó. Xin trả cho không. Bây giờ nó xài chìa khóa bằng mũ. Hello baby. Đợi xe bao lâu? Đợi không biết nữa. Đưa cho nó chưa? Đưa rồi. Nó giờ ra lấy xe đợi ít nhất thì nửa tiếng đồng hồ á. Quá trời đông, giờ bữa nay tôi đi về mà. Hôm qua tới con football xong nay tôi về nè. Thường mấy cái thành phố này theo bác thấy đi giống như đi bồ bịch á, thì những cái thắng cảnh như là bồ bịch thì nó vui hơn, hợp lý hơn. Còn nếu mà đi con nít á thì thấy như đi biển là nít nó thích nhất, thì dựng nó rất là thích tắm biển. Giống như bữa nay đi tắm hồ không có được, nó có hồ đâu mà nó lạnh quá, hồ nó không có mở, như lại tới đây không có đủ giờ đâu mà. Giờ chúng em đi kiếm đồ ăn Việt Nam nhé. Ở đây có nhiều lắm, rất là nhiều đồ ăn Việt Nam.
sáng sớm ra đói rồi, mấy bữa nay thèm đó Việt Nam. Ghé tiệm phở bà Chính ăn, em lần đầu tiên cũng mới ghé thôi. Mà em biết, em lên trên mạng em coi em biết là cái thằng này nó, tiệm phở này nó đến 5 sao lận nha. Để bắt quay cả nhà coi, nếu có đến San Antonio thì ghé ăn thử, bắt cũng chưa ăn đâu, giờ vô ăn thử. Nhưng mà mình thấy cái sao của nó tới 5 sao là nhà hàng rất là good. Hiếm lắm mới có nhà hàng được 5 sao. Quá wow, xe Tesla đẹp đó nè. Sẵn đây review cả nhà coi luôn nè. Tesla không thấy. Này model D hả ta? Model S 75D. Quá đẹp. Để theo chủ tiệm quá. Vô sẵn quay cái đầu luôn đó. Xe điện ra sao giờ thấy nó cũng không có đẹp lắm. Sao mà nó nhưng mà ra cái điện thì mình nó chống chảy nó sao mà nó cái vẻ cái model nó bắt không có thích lắm. Cái gì mình nói thiệt lòng thích có thích không thích không thích luôn. Nhưng mà mày mắc tao nói mày thích mày đâu. Chiếc này nhờ 80,000 á. Thường dịch quay á, em hay ăn là ăn cái đùi thôi. Nó lại em cảm biết không? Ngon quá trời luôn. Em ăn cái đùi với gấp bằng miếng thịt là xong hết dịch quay á. Là ngán lắm, có tự hoàng để ăn nữa. Chấm thêm tương ớt không? Là một cái đã ngứa là đã thèm bây giờ nghỉ luôn rồi. Trời ơi, nước chua nó chảy miệng ngon quá không? Căng mỏi ghê không? Ngon quá. Ở nhà tới đây mình ghé cho nè, tại không quảng cáo cho người ta đâu nha. Mình ăn ngon, hay ngon mà dở, mình cho nó dở cái. Tối em thấy con vịt nó lội lên sông á, thèm đó. Thấy không? Thấy nó lội vịt thèm, đi vô đây kêu nguyên vịt luôn. Kêu nướng vịt ăn luôn, cho nó đã thèm. Chứ con vịt kia mà bắt nó là chuối không phải không? Đó, chúng em đã đến cái thành Alamo á. Hồi tối ở cái sạn đi bộ xuống tới nữa kìa, sẽ hiểu tình trước mặt rồi đó, thấy không? Không chịu coi trước. Giờ chạy đây đi tốn tiền bật kinh đậu xe 20 đồng nữa. Đó, sẽ hiểu tình trước mặt đó. Thành Alamo. Mấy cái cây đây là cây ốt á, đẹp phải không? Như mua vé á má mà. Mua vé đó xếp hàng đó. Vô coi lịch sử trong á. Bên đây là nó bán đồ lưu niệm á, quá trời không. Đây cái thành Alamo đó. Vậy là hồi tối bắt ở là khách sạn là ngay cái ấy luôn á. Ở khách sạn là ngay cái trung tâm này luôn, ngay trung tâm chính này luôn, đi bộ cũng tới đó, khách sạn sát bên luôn. Đây là đây mình coi mấy cái súng này.
súng thiệt hết á. Nếu mà đó ai mà có coi phim thì giờ mới thấy biết cái thành này nè. Ở người Mỹ ở trong thành, Mexico ngoài tấn công vô thành. Cái thành đầu tiên là có 300 mấy người à. Để bắt lỡ bắt kiếm cái bản bắt đọc cho nó kỹ xong rồi bắt diễn thuyết ok. Thì nó nói bậy bạ chết luôn ạ. Đây là cái tượng cái đài tưởng niệm của những người người lính, những người người mà có mặt hay lính không mà cái dân cũng có đó. Có lính không đâu, những người mà có mặt trong cuộc chiến đó. Đây là tên từ bên đầu này đi qua. Đó. Đây là nếu quay lại gần gần nha. Đó mấy cái tên người ta đó. Là đánh là có dân trong đó chứ không phải là lính không à, có dân đó đó. Và hai ông tướng đứng đầu tiên là ông, để coi cái tên ông ghi trên tường à, Bonham với lại Bowie. Hai ông tướng. Và cái cây này nè, cái cây này là cây ốp. Cây này rất là quý, California biết sao nó quý cây lắm. Làm lộ và thấy nó phải né qua bên đó, mà không biết nó để làm gì thì mình không biết. Ở đây là cái tòa án. Mấy nhà này cổ dữ lắm, bằng tuổi rồi. Cái này là cái bản vô chơi. Cái giống như nó quảng cáo cái tour đó là không có được chạy cái chiếc snowboard, cái chiếc mà rẽ dân đích chạy cái hình bên trái thôi. Và không có được hút thuốc, bất cứ thuốc gì luôn. Không có được uống rượu luôn. Và không có được dẫn chó luôn, mà sao dẫn chó vô à. Trong cái thành Alamo, Alamo nằm bên trái á. Những cái hình ảnh mà bên trái là nó mô phỏng nguyên thủy ngày xưa hết luôn á. Mấy tổng tướng nằm bên này nè. Cái trận đánh này vào năm 1836. Bên Mỹ là hai ông tướng đó kìa. Ông đứng trước đó, ông Bonham với ông Bowie là hai ông tướng cầm đầu. Còn bên Mỹ là ông tướng Antonio Lovett cầm đầu. Cái số người chết á, họ nói không có rõ. Giống như chỉ nói phỏng Mỹ chết từ 600 cho tới 1000. Chỉ nói vậy thôi à, còn bên Mỹ nó cũng không có nói rõ, nó đóng khoảng thôi, chứ không có nói rõ. Ở mình cũng không biết chính xác là chết bao nhiêu. Đó, cái thành này nếu mà ai có coi cuộc phim này rồi sẽ biết cái thành này. Đó, cái thành này gì đó. À, Mỹ thì đóng ở trong thành. Còn Mỹ thì ngoài nó tấn công vào thành. Và năm đây nè. The Alamo 1836 tới 1846 là cái thành thời giờ những năm đó, chứ không phải nó cuộc chiến nha. Cuộc chiến nó chỉ có đánh có 13 ngày thôi là thằng Mỹ nuốt thằng Mỹ chèm bẹp rồi. Nó đánh vào tháng ngày 26 24 23 23 tháng 2 tới ngày 6 tháng 3 là nó quấn xong. Ngày xưa nó nhìn nó mô phỏng những cái nhà mà điêu tàn xa xa cái nhà đó, thấy không, đâu có nhiều nữa không. Này là vào năm 1861 tức là gần 20 năm sau. Hồi xưa bắt chưa có coi phim á, nghĩ cái lịch sử nó đánh chắc lâu lắm. Giờ quân nó đổ một lần là mấy chục ngàn quân, nhưng thật sự không phải, đánh là có mấy trăm người à. Bên trận đầu tiên như đánh thì nó có 300 mà, 300 mấy. Mỹ 2001, 2002 vậy đó. Rồi cái Mỹ thua. Rồi cái thằng thứ hai vô nó đánh thằng Mỹ nó kéo tới 3000 mấy. Nó quýnh là Mỹ 2000 mấy, sao chịu nổi, 3000 mấy người quýnh chịu nổi. Quýnh mà thằng Mỹ chầm bẹp. Mà đặc biệt là nó không có giết tướng nha.
người Mỹ nó hay cho đó, nên nó quýnh quýnh chứ không có giết tướng. Ở đây để coi, do not touch á, mấy cây súng thần công nó còn để lại nè. Giống như người Mỹ quýnh thắng Mỹ, giết mấy tướng Mỹ, nhưng mà người Mỹ quýnh thắng bằng Mỹ lại nó không giết mấy tướng, nhưng nó chỉ nói một câu là nó muốn lấy tiểu bang ta xịt rồi, nhưng không có muốn, không có giết thằng tướng, không có giết mấy ông tướng bên kia. Mấy cái súng này thiệt á nha, nó không cho đụng tới, vậy mà cũng có người leo lên đạp lên nó hay gì. Còn đây là cái thành, nó hình mô phỏng là cái thành đó nè. Đó, cái thành này xưa dân ở trong gì. Nói mấy này là dân lên đây bắn ở đây. Nếu mình coi trong hình vậy, mô phỏng không ra đâu. Nếu mà cả nhà có muốn biết rõ thì nó lên trên YouTube á, bấm lên phim, nó có chiếu phim này nè. Hồi xưa bác cũng coi lâu quá, không nhớ nó nằm ở đâu. Đó, leo lên mấy cái thành này nè. Cái này là mô phỏng thành thiệt đó nha. Nó leo lên mấy ông tướng, mấy ông lính leo đây nè, ông bắn ra, thời đó có pháo rồi. Là mấy cái pháo này nè, ông bắn ra. Mễ ở ngoài thì đánh vô. Mấy ông này thì trong đây cứ cố thủ mà. Tại có 300 mấy người chống sao lợi. Trận đầu tiên nó thua quýnh không lợi. Là nếu coi nó mô phỏng cái thành làm thiệt ở ngoài đó, mình coi thử cái nó làm như thế nào hả. Đây nè, cái này nè, coi cái vào năm mà nó đánh luôn á. Lúc đầu bác nghĩ nó lớn lắm, nhưng mà thật sự như xíu bé không. Này sau này rồi, nó thành này sau này. À, cái này nó mô phỏng là giống như cái hồi nãy bác chỉ vậy đó, thành lúc ép anh xem không. Nếu mà không có coi phim hay là không đến đây dòm thì trong đầu nghĩ nó bự lắm, nhưng mà thật sự nó không có bự, nó rất là nhỏ. Đây nè, cái thành trước mặt của bác đây. Nó ngày xưa mấy ổng chú ở trong ngoài mễ nó quýnh vô. Đây là những cái cột mà nó mô phỏng lại cái thời hồi đó đó, cái thời mấy ổng là hàng rào á. Thời nó có súng cành nông rồi nè, súng này mấy súng này nè. Mấy cây này quý lắm á, không biết nó quý cái gì thì mình không biết. Còn bên đây là phố đi bộ. Để mà quay vòng tròn một cái cho cả nhà coi để mừng tượng được chỗ này ha. Rồi, bác xin end cái video ở cuộc đi chơi ở San Antonio ha, thành Alamo. Cảm ơn các bạn, anh và anh em đã coi cái video của bác nha. Cảm ơn nhiều nhé.